Đối với tôi, ẩm thực là một linh hồn của cả một dân tộc. Sự sáng tạo không bao giờ giới hạn được. Các bạn phải thể hiện cái sự sáng tạo đó vào trong cái ẩm thực và luôn luôn phải phát huy hơn nữa và tiến xa hơn nữa. I like her dish because of she uses all Vietnamese ingredients, presentation, modern presentation. Đôi lúc các bạn sẽ cảm thấy mình rất mạnh, nhưng các bạn đang mạnh ở nhà của các bạn. Các bạn không mạnh ở một đấu trường lớn. Và đặc biệt với Top Chef Việt Nam luôn luôn tìm ra những đầu bếp có sự sáng tạo mới. Chúng tôi cần ở các bạn những cái người tiềm năng, những người sáng tạo, đem những sản phẩm mới đến cho công chúng. Người đầu tiên được nhận chiếc áo của Top Chef 2023 đồng nghĩa với việc được vào vòng ghi hình của năm nay. Cảm ơn em, món ăn rất là ngon, vị thanh, tự nhiên. Em là một cái người mà có một cái tài năng quá tuyệt vời luôn. Cái hương vị thì ok, nhưng mà cái cách em định hình đây là một món fine dining thì đối với anh là chưa đạt. Tôi chưa thấy wow cái sự rõ nét. Thử miếng đầu tiên là anh dừng rồi. Món ăn của em nó mang cái tính sustainable rất là cao ạ. Em nghĩ rằng điều em làm là khách sẽ thích. Nó là cái ý đồ của em, thiếu cái đam mê nhiều lắm. Đối với anh cái món ăn này là không thành công. Chào mừng các bạn đang đến với Sofitel Sài Gòn, một cái nơi làm việc tuyệt vời đối với ngành bếp của các bạn mà chắc chắn tất cả các đầu bếp đều rất ước mơ, đúng không? Ngày hôm nay chúng ta có 4 giám khảo hiện tại ở đây. Đầu tiên là một nữ hoàng bếp, Chef Tình Hải, và người kế tiếp, Chef David Thái, những đầu bếp rất nổi tiếng, và người GM đang support cho các bạn ngày hôm nay đó là ông Mario Medic. Và một người nữa rất trẻ và cái lửa, cái tình trong ẩm thực Việt, anh Tuấn. Congratulations for making this spot. We're definitely looking for textures, flavors and of course composition. As you know, today's world, the phone eats first, so definitely your presentation is going to be Instagram worthy. But I wish you guys all the best, but it's going to be tough. So good luck. Với cương vị là ban giám khảo cũng như là cái người đầu tư trong cái ngành ẩm thực cao cấp thì anh rất là mong là sẽ tìm kiếm được những cái tài năng trong một cuộc thi. Thì ngoài khả năng của bọn em hiện có thì cần phải có cái động lực để cố gắng hơn, để tạo ra được những cái sự khác biệt để tiến tới cái vị trí quán quân. Hôm nay là một cái ngày quan trọng của mình, 10 năm, 20 năm kỷ niệm là hôm nay. Mình phải trả lời cho hết Việt Nam mà hết tuổi trẻ của mình cho một cái máu mà chinh thắng tiếp qua cái đường đi của anh. Dạ, cảm ơn. Thank you. Ẩm thực là đa sắc màu, đa phong cách và đa nghệ thuật. Mà các bạn là những người đầu bếp tuyệt vời thì phải hãy cho chúng tôi thấy những cái giá trị của bạn, ghi dấu ẩm thực Việt trên bàn tiệc thế giới. Và tôi mong các bạn làm điều đó. Và ngay bây giờ, are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. 3, 2, 1 bắt đầu. Cá, 4 cá. Hôm nay cá hết hả? Như vậy cũng khó mà cũng dễ cho chúng ta chọn ra những cái sản phẩm ngon. Cũng dễ cho mình nữa. Dễ và cũng khó. Dạ. Cho mình dễ cũng khi nào làm bòn khó nói được. Dạ, dạ, dạ. Cái đồ chua hình như em dùng tắc vậy không? Dạ em dùng tắc ạ. Tại sao em dùng tắc mà không dùng chanh? Dạ, học chanh học thì, nghề chút thì... Chanh thì khi mình ra nhiệt nó sẽ dễ bị đắng. Còn tắc thì nó sẽ không bị như vậy. Và nó lại có một cái hương aroma của cái tắc nó cũng đậm trưng hơn. Dạ. Cái cá của em ướp nước mắm để cho nó dậy lên cái vị hải sản của em, cái vị umami. Dạ,
khoảng 60% rồi. Tôi nghĩ là tôi là người mạnh nhất. Tôi đã mang một cái cá lóc và tôi chiến đấu với hai con cá tầm và một con cá chép biển. Không ai có thể chắc chắn được điều gì cả. Nhưng mà chắc chắn là món của mình chưa có ai được thử bao giờ, chưa ai làm bao giờ, chưa ai dám nghĩ đến. Em nghĩ cá tầm của em thắng cá tầm bên kia. Vũ ơi, em cẩn thận. Con cá lóc của anh sẽ cho con cá tầm của em ra về. Ở đây ai cũng mạnh nhưng tôi là người mạnh nhất. Còn 15 phút nữa chạy ra. Dạ. Em có ướp vào đây phải không? Dạ đúng rồi. À em ướp vô để lấy cái vị từ dạ. Cái chinsu vô những cái này. Nó không có đậm quá mà cũng không có có nặng về cái vị gạo cả. Hèn chưa thấy ngon. Còn 5 phút. Kiểm tra lại các cái chuẩn bị trang trí món ăn, dĩa ăn. Và nhớ nhiệt độ nghe các bạn. Yes chef. Phép được mang đến cuộc thi món canh chua cá Nam Bộ đương đại. Món ăn của em nó mang cái tính sustainable rất là cao ạ. Không phải người nước ngoài nào khi mới đến Việt Nam cũng có thể sử dụng đũa ăn cơm chan canh như người Việt. Nên em biến tấu món canh chua cá này theo một cái kiểu fine dining hơn, dễ ăn hơn. Cái nhận diện nó rất là quan trọng. Tôi chưa thấy wow cái sự rõ nét, cái truyền thống và cái cao cấp của món ăn Việt Nam. Đó là canh chua. Bởi vì cái từ ngữ canh chua nó thân quen lắm. Mà đặc biệt cái canh chua Việt Nam đó, nó phải là nước trong. Anh thấy đây là nó giống đúng là một cái món Âu chút xíu. Mà mình quên chút xíu đó, cái cơ bản của canh chua. Anh nghĩ là em trang trí có tính quốc tế nhưng nó vẫn phải có một tính Việt Nam trong đấy. Dạ. Về hương vị thì anh cũng rất là thích cái món ăn này. Dạ, em cảm ơn ạ. Đến mùa bão thì miền Trung gánh cái cơn bão đầu tiên, nhưng người dân người ta vẫn nán lại. Qua cái mùa bão người ta lại tiếp tục ra khơi đánh bắt cá để làm giá trị kinh tế và gây dựng phát triển lại. Khi mà qua một cái cơn bão thì em muốn đem món bún cá đơn giản nâng lên một tầm cao mới. Nguyên liệu em sử dụng con cá chép biển ở miền Trung. Phần thịt cá thì em xay với lại lá é. Nước dùng em sử dụng xương cá, thịt cá và các loại gia vị có tính chữa lành, kháng viêm, tăng kích thích cho vị giác và cũng như hệ tiêu hóa. Nhiều đầu bếp trên thế giới họ làm rất là nhiều cái công đoạn, không phải là mang một cái đĩa ăn đến ăn ngay, mà quá trình cúp họ có presentation. Đây đã gọi là một cái trải nghiệm. Đối với anh thì em đang mang cho anh cái trải nghiệm đấy. Em là một cái người mà có một cái tài năng rất tuyệt vời luôn. Em cho nhiều phong cách nấu ăn trong cái suất của em á, là mình thấy cái skill, cái tâm của em nó có. Yeah. Mà cái này là hay nhất. Mà nó giống là một cái nước sức khỏe hay nó là cái healthy broth của em á. Em thấy cái nó là cái điểm cao nhất cho anh. Trước hết là tôi khen về cái kỹ thuật em làm chín cá nó vừa tới, không phải là overcook, không quá chín mà cũng không phải là chưa tới. Nó tan khi mà tôi ngậm cái miếng cá vào trong miệng và nó sống động, vừa tròn vừa đậm đà, nó hài hòa trong cái món ăn, làm tôi cảm thấy wow và chúc mừng em nha. Yeah. Hello judges. Hôm nay em mang tới cho mọi người một cái món là cá lóc cuộn với lại lá é. Cái lá é nó rất là phổ biến nhưng mà em đang muốn đưa cho bạn bè thế giới để mà muốn ăn thử cái lá này. Và đặc biệt ở đây là mắm cá linh, đặc trưng của miền Tây. Cái này là phải nói là tuyệt vời luôn. Cái vị mà vô trong miệng mình là nó ok lắm em. Không có cái gì mà nó accept được hay là nó reject lắm. Là cái gì em đưa lên là nó quá hợp. Tôi quay ở trong gian bếp của em là em có ướp nước mắm. Có phải em chủ quan quá không? Em nghĩ rằng điều em làm là khách sẽ thích. Ướp cá với mắm đó là cái ý đồ của em. Tại vì em đang muốn đẩy dậy cái mùi hải sản của nó lên và cái vị umami từ trong cái nước mắm. Độ đạm bao nhiêu mà em nghĩ rằng nó sẽ tăng cái vị umami của em trong cái khi ướp cá? Dạ, độ đạm của cái nước mắm em đang xài nó khoảng 30 độ đạm. Ờ, chính xác. Nếu như mà em thấp hơn, em nói ướp để em tăng cái độ ngọt của cá tự nhiên lên thì tôi thấy không có đúng. Và tôi muốn làm điều đó bởi vì tôi rất cảm ơn em, món ăn rất là ngon, vị thanh tự nhiên. Dạ, em cảm ơn. Ăn món này thì anh không đánh giá nó là fine dining.
làm một món ăn fine dining mà em sử dụng cái cá đối với anh cái nguyên liệu không ngon, làm ảnh hưởng đến toàn bộ của cái món ăn. Chào anh giám khảo, đây là món cá tầm nướng riêng mẻ kiểu miền Bắc. Món này em có lấy ý tưởng từ món gì không? Dạ, cái này là em tự nghĩ bởi vì em đến từ Đà Lạt á. Cái đặc thù của Đà Lạt là món antiso và cá tầm. Xong rồi cái lúc mà em ra Bắc em được thử cái mẻ chua ngoài Bắc và cái gia vị Việt Nam như là riền và nghề. Xong rồi cái em mix lại. Tôi thấy rất là tiếc ở điểm á, là vấn đề cái tính nghệ thuật ở trong món ăn này á, nó không có. Cái bông artiso là nhìn vô cái tự nhiên đẹp của hoa đó là mình đã yêu rồi, mình đã thích rồi. Bạn sao không từng dùng cái thế mạnh của bạn để bạn muốn nói với tất cả chúng ta rằng là tôi sử dụng hoa thiên lý, hoa artiso trong món ăn này. Nếu bạn không nói tôi không biết, nhìn không thấy gì cả là tôi tiếc cái điều đó. Anh thấy cái món ăn này nó không có cái feeling, giống là kiểu là mình để lên thôi cho có, không có cái gì cho em phát triển cái tay nghề của em nhiều hơn, thiếu cái đam mê nhiều lắm. Thử miếng đầu tiên là anh dừng rồi. Cách em trình bày nó không phải là một món ăn có cái tính hấp dẫn, nó không có một cái vị gì để anh muốn ăn cái miếng thứ hai. Em cần phải trao dồi nhiều hơn về cái khả năng. Đối với anh cái món ăn này là không thành công. Anh phải chia sẻ rất thực với em để em định hình lại khả năng của mình. Cảm ơn.